Dạ vâng, cửa hàng Hương Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một máy cưa siêu VIP chất lượng luôn các bác nha. Một con Estin 024 mang thương hiệu của Made in Germany này các bác. Đó. Tình trạng máy móc thì cực kỳ VIP và chất lượng luôn các bác nhé. Con này nói chung là tình trạng quá là VIP luôn. Họ tay nắm giật to bản nguyên zin của nó này các bác. Hộ máy móc quá VIP luôn các bác nha. Các bác nhìn qua này có chất lượng không ạ? Làm là làm nguyên zin các bác nhá. Làm Latin luôn các bác nhá. Đó, làm xích Latin. Theo máy nó là nguyên một cây làm Latin cực kỳ đẹp và chất lượng rồi. Một con máy cưa siêu VIP chất lượng. Mặt tiền của nó đây các bác nhá. Con này thì tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác luôn. Tích hợp sẵn hàm rồng cho các bác về sử dụng luôn này. Còn máy móc quá đẹp rồi. Đó. Thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đây, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên này. Con này đây, Estin 024AV. Công suất của nó là 42cc các bác nhá. Cân nặng đầu máy không là 4,5kg. Tổng thể cái máy của nó đây. Quá chất lượng luôn các bác nha. Tích hợp sẵn cho các bác là hai ốc vặn trực tiếp bằng khóa 19 siêu chắc chắn luôn các bác nha. Hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 19 siêu chắc chắn rồi. Đó. Không cần phải lăn tăn lên bất kỳ thì thêm một cái gì tem mát còn chuồn chì từ A tới Z này các bác. Nguyên zin nguyên bản hết các bác nha. Đây. Đó, phần bô e lọc gió này thì cửa hàng chúng em đã gỡ sẵn ra rồi. Để tiện quay video cho các bác xem. Bộ chế hòa khí tất cả nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Bô e lọc gió nguyên zin này. Đó. Máy móc thì đảm bảo cho các bác là nóng hơi thì cứng cáp. Máy móc thì chưa bung chạm gì các bác nhá. Về các bác thoải mái về sử dụng luôn. Không cần phải lan tan gì cả. Máy móc thì cửa hàng chúng em thì đã căn chỉnh cũng dọn đồ tất cả ngon lành rồi các bác nhá. Đó, đời cao có tích hợp cho các bác luôn. Là cái bình xăng trong các bác nhá. Bình xăng trong mình rất dễ thuận tiện theo dõi lượng xăng ở trong bình các bác nhá. Rất là dễ luôn. Ốc yếc của nó nguyên zin nguyên bản này các bác. Vàng ươm luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp và chất lượng. Đó. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép ráp vào để giật test nổ con này cho các bác nhá. Và cuối video thì cửa hàng chúng em có báo giá. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn đủ tất cả ngon lành hết rồi các bác nhé. Và giá hiện tại con này thì cửa hàng bán với giá là 5.500.000. 5.500.000 trong một chiếc máy như thế này các bác nhé. Các bác nào mà ưng ý và muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em là số điện thoại 0354392929. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo hãy kết bạn qua Zalo cho em. Số Zalo thì cửa hàng chúng em vẫn là số đấy luôn các bác nhé. Các bác kết bạn qua Zalo cho em. Cần tư vấn gì thêm thì cửa hàng chúng em sẽ tư vấn nhiệt tình nhất có thể các bác nhé.
Đó, còn tổng thể máy móc ở trên video cửa hàng chúng em quay như thế nào thì bao cho các bác là nguyên zin nguyên bản y như thế luôn rồi. Các bác vui lòng xem kỹ video tour đi tour lại để có thể kỹ càng nhất các bác nhé. Rồi các bác đặt hàng của cửa hàng chúng em, hàng chúng em thì các bác chốt thì cửa hàng chúng em gửi y là chính xác con đấy cho các bác, không có chuyện lan tan mà đặt con này rồi gửi con khác đâu các bác nha. Các bác nên là các bác hoàn toàn yên tâm cho cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em là một nữa xin gửi lời chào thân thương đến các bác, hẹn các bác ở video sau.